tời này cáp hơn 100m nha anh chị nha. Tầm khoảng 100m, hơn 100m tí. Đang vô cáp. Tời này thì nó có hai số, hai tiến hai lùi. Hai số chạy vô, hai số chạy ra. Có thắng luôn, có thắng tay luôn. Cáp này cáp rất là đẹp nha, cáp không bị xước, không bị chày, cáp trên nguyên bản rất là đẹp. Con này sơi S10, con này 1 tấn nha anh chị nha, sơi 10 1 tấn, đang chạy cái máy dầu NFA7 cái kim này khá là hệ luôn. Con này có đề luôn nha anh chị nha, chị khó đề nè, ga nè, ga mới chắc luôn, có bình rồi bỏ đề bài bản luôn ha, đề máy NFA7 7 ngựa cái kim, có chỗ ngồi luôn, đây có chỗ ngồi nè, lái nè, có cái chỗ để ghế ngồi luôn, anh chị ngồi đây lái nè ha, ngồi đây lái rất là thuận tiện. Số con này thì rất là nhanh nha, hai tiếng hai lùi, hai số tiếng hai số lùi, chạy kinh khủng lắm, chạy nhanh lắm, chuyển hướng hai bên nè, con chạy thắng nè. Con này ngang 60, dài 1,5m ha, 1,7m á, ngang 60, dài 1,7m. Con này thuận tiện cho anh chị đi rừng kéo gỗ, kéo gỗ tời gỗ bỏ lên đây trở về đó, nó có cái cây hình tam giác nữa kìa. Con này còn khá là đẹp, nước sơn rinh quá đẹp luôn, xích là 7, xích là cực kỳ đẹp luôn ha. Xích con này là 230 72 50 50 mắt, xích là bao cho anh chị là như mới, không có dấu rạn nứt hơn đó. Quay ngay cái khu là anh chị hiểu đó, rất là đẹp. Đang quan tâm cái con tời này thì liên hệ cho bên em nha. Số điện thoại là 0835585879, 0398628745. Em ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Con này chạy cực kỳ nhanh nha anh chị nha, chạy rất là nhanh. Về đi rừng thì phá cháy luôn, rất là đẹp. Con này giá bán 40 mấy triệu nha anh chị nha. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo.